Khi mà chúng ta nói đến Bến Hàm Tử thì anh chị thường nhớ đến một địa danh đó là chợ Quán. Còn tồn tại căn nhà Pháp bên trong là anh chị, đây là mảnh đất của nhà Đèn Chợ Quán đây. Dạ, dạ con cảm ơn. Để cái hẻm nhỏ xíu à. Chung cư, nhìn những cái chung cư này tất nhiên là dạ. Sunny Doan xin chào anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là một con đường có hàng thông rất là đẹp trên bến Chương Dương, đi thẳng là bến Hàm Tử. Đây là phường Cầu Kho. Và bây giờ thì khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 10 2022. Khi mà chúng ta nói đến bến Hàm Tử thì anh chị thường nhớ đến một địa danh đó là chợ Quán. Thì nơi đó là một mảnh đất xóm đạo xa xưa. Nó có nhà Đèn Chợ Quán, nhà Thương Chợ Quán, nhà Thờ Chợ Quán. Ví dụ như nhà Thờ Chợ Quán được xây vào cuối thế kỷ 18 năm 1896. Thì nói với nhà Đèn Chợ Quán, đây là một công trình xưa cũ của Sài Gòn. Ngày xưa đó, cái nhà đèn nó ngay chỗ phía sau nhà hát lớn thành phố, được xây dựng vào 1897 và vào năm 1922 thì nhà Đèn Chợ Quán được xây dựng. Nó nằm mang theo bến Hàm Tử, mang theo dòng kênh Bến Nghé. Thì con đường trước mặt anh chị đó là đại lộ Võ Văn Kiệt, Đông Tây Võ Văn Kiệt, nối giữa An Lạc và Bến Chương Dương, Hầm Thủ Thiêm. Vào 2008 thì từ lúc đó cái nhà Đèn Chợ Quán nó được bao bọc bởi một cái đất dự án. Khi mà nói đến chợ Quán thì rất là nhiều người không biết là nhà Đèn Chợ Quán nằm ở đâu, và một cái câu trả lời thì cứ đi xe ôm, đi taxi hỏi nhà Thương Chợ Quán, thì nhà Thương Chợ Quán kế bên đó là nhà Đèn Chợ Quán. Đó, đây là nước ngọt Dương Dương. Thì hôm nay Sunny cũng rất là vui, chúng ta sẽ về cái mảnh đất địa danh xưa chợ Quán, cụ thể là nhà Đèn Chợ Quán các chị ha, để chúng ta xem khu phố, những con hẻm quanh quanh nhà Đèn Chợ Quán và nhà Thương Chợ Quán như thế nào để gửi tới anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là cầu Nguyễn Văn Cừ bắc qua quận 8. Cầu Nguyễn Văn Cừ này đó thì khi mà lăn bánh qua cầu Nguyễn Văn Cừ trên đại lộ Đông Tây bến Hàm Tử thì ngay góc đó là cái mảnh đất của nhà Đèn Chợ Quán năm xưa. Bây giờ nó bên trong là mảnh đất trống, đất dự án, nó còn một cái căn nhà Pháp bên Việt. Đây là cái cầu Nguyễn Văn Cừ, quẹo phải là cái chợ Nancy năm xưa đó anh chị. Ngày xưa thì nó không có cây cầu này mới xây thôi. Nó song song với lại cầu chữ Y. Đây bắt đầu là chúng ta bên phải là chúng ta tới nhà Đèn Chợ Quán năm xưa. Với những hình ảnh tài liệu thì có những cái ống khói, căn nhà Pháp, một mảnh đất rất là rộng. Bây giờ nó trở thành một cái dự án Dragon Riverside. Cái dự án này cũng rất là lâu rồi và nó còn tồn tại căn nhà Pháp bên trong là anh chị. Đây là mảnh đất của nhà Đèn Chợ Quán đây. Đó, căn nhà Pháp. Và đây là cái cầu Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ thì nó sẽ đi qua một vòng, ở dưới cầu thì đi qua bên Bến Vân Đồn bên kia đó anh chị. Nếu đi thẳng Từ chợ Nancy đi thẳng qua kia là con đường Dương Bá Trạc để về Bình Chánh, về với lại quận 7. Đó, căn nhà Pháp vẫn còn. Và bây giờ Sunny sẽ cùng anh chị khám phá cái mảnh đất này nha, coi khu dân cư người ta sinh sống như thế nào. Đây là một cái đất dự án rồi, cái đất rất là rộng, bao bọc bởi những cái mảnh đất này là cái khu dân cư. Và Sunny sẽ cùng mời anh chị nhé. Địa chỉ là 628 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5. Nó có địa chỉ mới và địa chỉ cũ nha anh chị ha. Đôi khi mình đi ngang, bất giác đi ngang đó anh chị, sao mình nhận ra đây là cái showroom của đất dự án Dragon Riverside. Cái khu vực bên trong đó anh chị. Rồi thôi mình đi ra. Đất nó một cái mảnh đất nó hoang vu, rộng lắm. Cái góc này là giao cắt bởi những cái dòng kênh như là kênh Đôi, kênh Tàu Hữu, kênh Bến Nghé, rạch Ông Lớn. Rồi xa xa đó là cầu Chữ Y. Cầu Chữ Y thì anh chị cũng biết rất lành nè anh chị ha. Thì ngày xưa là con đường nhỏ hẹp, nó nhỏ cỡ con đường này thôi. Mé bên kia là nhà sàn. Đại lộ Đông Tây thì nó được khánh thành vào 2008. Nên bây giờ nó rất là rộng anh chị thấy không? Những nhà dân quanh đây thì họ cũng buôn bán vật liệu xây dựng giống như ngày xưa anh chị. Đó, cầu Chữ Y mé bên trái. Sunny có khán giả cũng yêu cầu là số nhà trên Bến Chương Dương. Sunny cũng đang tìm, tại vì nó có địa chỉ mới, địa chỉ cũ, cũng rất là khó. Đây cầu Chữ Y ra anh chị. Mình chạy tới ngay chỗ trường Hàm Tử anh chị ha. Có một con hẻm thì mình sẽ đi luồn luồn vào trong xóm, băng qua bên mé bên đây. Bây giờ nhà thương chợ quán thì đổi thành bệnh viện nhiệt đới. Thì đối với cái nhà thương chợ quán thì ngày xưa những đứa con nít nào cũng vậy anh chị, đều biết là nhà thương điên. Mà đôi khi cũng chưa lên Sài Gòn nhưng mà cũng là biết nhà thương chợ quán và nhà thương Biên Hòa là hai nơi nhà thương điên. Và cũng chọc nhau á, bộ mày mới ở chợ quán mày mới ra hả mày. Đó, những cái câu đó mà không biết nhà thương chợ quán nó nằm ở đâu. Rất là nổi tiếng. Nhớ là con đường này Sunny đạp xe đạp nè. Ngày xưa đi học cũng đi khám phá, đạp xe đạp trời ơi ôi thôi. Nó rất là nhỏ, nó chạy dài về tới Phạm Phú Thứ, về với kênh Lò Gốm, trên cái bến Chương Dương, bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm. Thì bên đây thì đi vào một cái chợ, một cái chung cư cũ anh chị. Chung cư đó thì nghe kể là cháy, ngày xưa cháy cũng lớn lắm. Chúng ta đi về chúng ta về với nhà thương chợ quán nha anh chị ha. Rồi sau đó mình sẽ luồn lách vào những con hẻm. Thì con hẻm thì không biết là có bị lạc hay không, mình cứ đi, đi để khám phá, đi để biết, giống như là Sunny, giống như anh chị vậy đó. Ở đây cũng bán vật liệu xây dựng y hệt như xưa, nhưng mà đa số là đồ mới, đồ cũ đều có nha anh chị ha, chứ không phải là đồ mới. Những những cái nhà kho, những cái chành hàng bây giờ trở thành những nhà kho vật liệu xây dựng. Đây cái trường học Hàm Tử, đi thẳng nữa là cái khu vực của nhà thương chợ quán, và đầu đây có một cây hẻm. Còn bên kia dòng kênh Tàu Hũ đó là bến Bình Đông, quận 8. Ở đây có một cái hẻm anh chị, chúng ta quẹo vào hẻm này ha. Sớm chợ quán. Thì hy vọng rằng anh chị sẽ hiểu thêm một cái địa danh, một cái mảnh đất. Ở đây có một cái chung cư cao cấp, và ở đây nó cũng gần con đường Cao Đạt anh chị. Chúng ta đi ra con đường Cao Đạt. Đây là con đường Cao Đạt, chúng ta chạy thẳng đi ngang qua con đường Trần Bình Trọng, rồi đi thẳng ra con đường Nguyễn Biểu. Ở đây có một cái đình, đình Quảng Hòa. Mình vô cái hẻm này nữa chị ha. Khi mà nói đi chợ quán thì nhiều người nói Sunny giống điên quá, tôi điên, nhưng mà trong lòng tôi không điên. Đi cái hẻm này không biết có hẻm cục không ta. Cục rồi, em thông mà ta. Có thông ra kia không cô? Dạ. Đi ra Cao Đạt. Dạ, con cảm ơn. Rồi, cho chú qua nha con. Đây, nhích cái này quá. Rồi. Không, sao chửi em? Dạ, con cảm ơn. Đó. Trước mặt là đường Cao Đạt, hẻm 57 Cao Đạt, 51 Cao Đạt, 51, 57 Cao Đạt. Song song với con đường đang đi là Cao Đạt mé trái anh chị. Trước mặt giống con đường Trần Bình Trọng, hình đúng rồi. Con đường Trần Bình Trọng mé trái là nhà thương chợ quán. Hẻm 44. Chạy cái hẻm nhỏ xíu à. Đây hình như có cái chợ Cao Đạt, cái chung cư cũ. bữa tôi đi khác ở sao anh này. Đây cái chợ, đây cái chợ Cao Đạt anh chị. Đình Bình Yên, à đây có đình Bình Yên. Đây có một cái nhà thờ. Sụp thôi, không biết cuối đường có phải hẻm ra không, hết rồi, hẻm ngõ cụt rồi, ngõ cụt rồi. Đi không có tưởng, không tưởng cụt, hóa ra không cụt bên chuyện đó. Chen chúc nhau anh chị thấy không? À, bên phải là ra đại lộ Đông Tây đó. Cái này mình đi ra cái hướng con đường Trần Bình Trọng nha anh chị. Mình đi thẳng qua bên kia luôn nha anh chị ha, coi chúng ta đi đâu. Mới băng qua con đường Cao Đạt. Ở kia giống như bích lối rồi. Cao Đạt, hẻm 188 Cao Đạt, bích lối là anh chị, mình quẹo ra. Mình tìm đường ra chợ Nancy anh chị ha. Đường Cao Đạt này buổi tối cũng nhộn nhịp lắm anh chị. Rồi Sunny sẽ đi ra con đường Trần Hưng Đạo để chúng ta đi trên cái nền chợ Nancy nha anh chị. Đây là con đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5. xa xa đèn xanh đèn đỏ đó là con đường Trần Hưng Đạo và Sunny sẽ quẹo phải để chúng ta đi trên cái nền chợ Nancy để anh chị thấy chợ Nancy ngày hôm nay nó như thế nào. Anh chị thấy không, Sài Gòn thì nói gì nói, ở ngoài đường thì anh chị thấy nó rất là những công trình kiến trúc, nhà lầu, nhà cửa thì khang trang, nhưng mà bên trong thì anh chị thấy nó có những con hẻm mà vừa chiếc xe đi qua nó ngoằn ngoèo vân vân và vân vân. Đây là đi lên nền chợ Nancy, một tí nữa đi lên nền chợ Nancy, sau đó là Sunny sẽ vào một cái hẻm đi ra phía sau của nhà đèn chợ quán. Đi như thế này cũng rất là thú vị anh chị, mình biết thêm một cái địa danh, mình biết thêm cái khu dân cư đó nó như thế nào, nó có thay đổi nhiều hay không, người dân thì sống như thế nào, nó thông qua những cái kiến trúc, thông qua những cảnh mua bán, thông qua cái cơ mặt, cái nét mặt của người dân, thông qua cái cách ăn mặc, nó cũng một phần nào mình cũng hiểu ra cái khu dân cư đó anh chị. Mới đi qua con đường Nguyễn Biểu, cầu Chữ Y đó, đây là khu vực chợ Nancy. Máy bên trái bên phải là con đường bây giờ mang tên là Nguyễn Văn Cừ, ngày xưa là mang tên Cộng Hòa, máy trái là về ngã 6 Cộng Hòa đó anh chị. Đi thẳng con đường Trần Hưng Đạo là về chợ Bến Thành. Đây chợ Nancy, ngày xưa là chợ Nancy, nó dài ra buôn bán dài ở đây nè, nhộn nhịp lắm. Bây giờ thì nó không còn cái chợ nữa, nó trở thành một con đường độc đạo. Đây là cũng là một con đường chính để bắt qua bên Dương Bá Trạc về Bình Chánh và về quận 7 Phú Mỹ Hưng. Đó, Sunny đang chạy trên cái nền chợ Nancy nè anh chị, ngày xưa. Đó cái cầu á, cầu đó là cầu Nguyễn Văn Cừ. Khi mà đi lên cầu, giữa cầu mình có bơi quẹo bên phải thì mình vòng xuống Bến Vân Đồn, đi thẳng là Dương Bá Trạc. Rồi, còn Sunny đi bên hông cầu mình sẽ ra ngay chỗ Bến Hàm Tử. Đây, ở đây có hẻm, không biết hẻm ở đây. Cái khu vực đất nhà đèn là anh chị, mình sẽ đi ra phía sau. Cái trạm điện này là 1960 nè, cái nhà điện, đi ra phía sau đất nhà đèn. Phía bên trái là nhà đèn đó. Đấy, hẻm cục rồi. Hẻm cục rồi anh chị. Cái nhà vàng này hồi xưa là trạm biến thế của điện, bây giờ trở thành cái nhà luôn rồi. Xin lỗi anh chị, Sunny phải đi ngược chiều lại chút xíu anh chị ha, để đi cái hẻm trên. Thành thật xin lỗi anh chị, sẽ đi thật chậm và bật đèn xi nhan. Đi như thế này là không đúng anh chị. Đây có cái hẻm, không biết nó có ăn hồng đi đâu không trời. bích luôn rồi, hình như bích luôn rồi. Vậy đồng nghĩa là nhà phía sau mảnh đất Nhà Đèn Chợ Quán bích hết rồi anh chị. Và bây giờ có một cái địa danh cuối cùng của chợ Quán mà chúng ta không thể nào không đi đến, đó là Nhà Thờ Chợ Quán nha anh chị. Một cái công trình kiến trúc cổ được xây năm 1896. Đúng rồi đây, hồi nãy con đường đi ngang đó. Sunny nãy giờ đi luồn ra phía sau, nhưng mà phía sau của Nhà Đèn Chợ Quán bây giờ dân cư ở cũng bích hết lối rồi anh chị. Bây giờ Sunny sẽ đi con đường Trần Bình Trọng nha anh chị ha. Tất nhiên là chúng ta vượt qua cầu chữ Y. Khúc này là Sunny đã đi qua rồi, Sunny tăng tốc hơn chút xíu nha anh chị. Có một cái tính tò mò thắc mắc thì mà hy vọng rằng sẽ đem lại những hình ảnh của Sài Gòn gửi anh chị và các bạn, những cái địa danh xưa cũ. Cầu chữ Y. Sao mình không có quẹo vào một cái con hẻm nào đó để mình băng, chứ con đường này mình đi rồi mình băng qua. Đây có con hẻm, một cái chung cư nè. Đây chung cư này cũng cũ rồi anh chị. Những dãy chung cư, nhìn những cái chung cư này tất nhiên là mới hơn so với những cái chung cư như là chung cư Nguyễn Thiện Thuật, chung cư Minh Mạng. Ở dưới hàng quán người ta buôn bán. Rồi Sunny sẽ đi ra con đường Trần Bình Trọng nha anh chị. Trước mặt anh chị đó dòng xe là con đường Trần Bình Trọng. Băng qua con đường Cao Đạt. Cái này nói nó có hẻm nối liền với nhau anh chị. Mấy bên trái cũng là những con hẻm. Con hẻm nó ăn thông ra đến con đường Nguyễn Trãi luôn, quận 5. gì đó là cái lăng mộ của ông Vietukki đó. Hôm nào Sunny sẽ ghé ngang anh chị ha. Rồi, cái đoạn clip Sunny tới nhà thờ Chợ Quán thì cũng rất là vui. Mời anh chị chúng ta khám phá cái mảnh đất, cái khu dân cư địa danh là Chợ Quán, Nhà Đèn Chợ Quán, Nhà Thương Chợ Quán, Nhà Thờ Chợ Quán. Rồi bên phải cái này thì cái cổng để chúng ta vào Nhà Thờ Chợ Quán. Họ đạo Chợ Quán, Nhà Thờ Chợ Quán. Đây anh chị, tháp chuông nhà thờ. Thì đối với nhà thờ này cũng đang xây sửa lại, sơn phết anh chị, sơn phết lại. Xung quanh là những cái trường học. Đó. Xung quanh đây anh chị, trường học bên đây nữa. Đây anh chị. Rồi, Sunny rất là vui thực hiện các clip này để anh chị nhìn ngó những cái xóm hẻm, những cái địa danh xưa cũ mà Sunny đi qua. Tất nhiên với thời gian, với dòng thời gian trôi thì nó không còn lưu lại những gì anh chị. Nhưng mà dù sao đi nữa, Sunny đi trên cái vùng đất xưa cũ của Sài Gòn, Chợ Lớn để gửi tới anh chị và các bạn. Rất là vui thực hiện các clip này. Sunny cũng kính chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui, khỏe trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những cái video clip lang thang tiếp theo của Sunny Doan. Bye bye, hẹn gặp lại.